Mình vừa chế biến xong hai món. Đây là món nấm san hô chiên giòn. Mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Còn nó có giòn giống như cái tên của nó không nha. Rất là giòn cả nhà. Còn đây là đậu que xào với nấm san hô. Mình xin gắp miếng nấm với miếng đậu nhạy. Cái này mềm ngọt ngon các bạn, cái này giòn nè. Rồi xin mời các bạn cùng theo mình làm hai món này nha. Hello cả nhà, đây là nấm san hô á, mình mới cắt mấy cái cuốn của nó, cái đầu của nó đó. Thì bây giờ mình sẽ rửa, nhưng mà các bạn rửa nhanh nha, rồi mình vớt ra liền để ráo nước, đừng có ngâm lâu quá. Cái nấm này đụng nước nó mềm lắm, tại vì nó hút nước vô nhiều lắm đó, cho nên là mọi người rửa nhanh rồi vớt ra liền ha. Bây giờ mình sẽ rửa đây, rửa cho nó ra cái bụi cái dơ á. Vớt ra liền, cái nhà thấy nước nó đục không? Rồi. Sau đó mình rửa lại nước thứ hai nha. Khi lấy ra các bạn dắt nhẹ tay cho nước nó ra bớt. Nước đột luôn. Mình rửa lại nước cuối nha. Khi mà mình rửa xong á, các bạn dắt sơ cho nó ráo nước. Xong rồi mình sẽ chia ra làm hai. Một phần mình sẽ xào với đậu que, còn một phần mình sẽ chiên lên để mình thử thưởng thức ha. Món đầu tiên mình làm là mình sẽ xào đậu que với nấm san hô ha cả nhà. Đây, bây giờ mình đang thử tỏi lên. Chảo này nó hơi xấu thôi cả nhà, nhưng mà mình rất là thích sử dụng nó. Rồi xong thả đậu vào, đậu que này nhà chồng đó cả nhà ơi. Rau nhà trồng 100% luôn, nấm nó của nhà trồng luôn á. Rồi mình sẽ nêm chút xíu muối bột ngọt hoặc là bột nêm cho vừa ăn với khẩu vị gia đình mình nha. Thank you.
rồi xong rồi mình sẽ cho nấm vào, nấm san hô vào. Mình không có cho nước vô nha cả nhà, để trong nấm nó có nước rồi. Mình cho nấm vô nữa đó là sẽ cho nước vô nữa là nước nó chảy thì lum hết trơn á. Mình muốn xào khô. Như là bạn nào thích có miếng nước thì mình để nước vô ha. Mình không để. Tự ra nước nữa nè. Thường những cái món nấm san hô này nè là người ta trang trí mấy món ăn thôi à, để vô đảo qua đảo lại bắt xuống liền à, chứ không có làm cho nó kỹ đâu cả nhà ơi. Làm kỹ nó sạch lép không còn gì hết trơn, nó mất ngon nữa. Đây nè, nước trong nấm nó tự ra luôn nè cả nhà, thấy không? Hồi nãy còn nhóc hết mà bây giờ nó sạch lép hết trơn rồi nè. Rồi xong, tắt lửa thêm hành vô rồi để ra dĩa nha cả nhà. Vậy là xong rồi. Cái này là mình để hơi bị quá lửa rồi. Nếu cả nhà nào muốn ăn cho nó đặc biệt ngon hơn á, là mình mới vừa thả vô đảo qua đảo lại hai ba cái mình tắt lửa liền. Cái này là mình để nó quá chín rồi nha cả nhà. Rồi còn đây là món thứ hai của mình về món nấm bầu ngư thì nấm san hô. Đây nấm san hô thì bây giờ là mình sẽ rắc tí xíu bột vào đây. Ở nhà bạn nào có bột chiên giòn thì để bột chiên giòn nha. Hôm nay mình hết bột chiên giòn rồi, mình để miếng bột gạo vô. Xíu bột loại nào cũng được hết cả nhà. Rồi sóc lên, trộn đều nó lên, trộn sơ thôi, áo nhẹ thôi. Rồi mình sẽ cùng đem đi chiên. Rồi, mình bắt dầu đi chiên nha cả nhà. Rồi, mình đổ dầu vô đây rồi nè. Rồi mình chờ cho dầu nóng lên rồi mình thả nấm vô nha cả nhà. Thử coi dầu có nóng chưa. Rồi, dầu bắt đầu sôi tim rồi đó. Vậy mình thả nấm vô nha. À, dặn lửa vừa vừa lại nha, lửa nó hơi lớn, ăn lửa vừa phải thôi, lửa lớn quá nó bị áp, nó bị cháy lắm. Rồi, khi nó vừa vàng mình lại vớt ra ha. Có tiếp tục như vậy mình sẽ chiên những cái nấm khác. À, xong rồi mình trở về nha. Rồi cả nhà nhìn xem nè, cái nấm chiên giòn đi, vàng luôn, gần đều luôn rồi nè cả nhà ơi. À, bây giờ mình vớt ra nha, để nó hơi nó bị mất ngon, nó bị khét. Đây, đây, bên đây nữa nè. Mình có lớp miếng giấy thấm dầu đó, đó, nó giòn nè. Rồi mình cũng
thả vô rồi mình tiếp tục nha. Tiếp tục chiên. Mình đang chiên miếng cuối cùng của nấm san hô nè cả nhà. Nhưng mà mình tắt lửa nè cho mọi người xem nè. Hồi nãy lúc mà mình từ đầu mình chế dầu vô á thì khoảng mức này nè, thực sự nãy giờ mình chiên á, cái dầu nó thấm vô không được phân nửa cái lượng dầu mà mình đổ vô đây nữa. Nó rất là ít luôn. À, 1:8:10 á, nó hút chắc 2 phần dầu à. Cho nên nó là mọi người đừng có lo là mình chiên nó bị hút dầu nhiều quá nha. Dĩ nhiên đồ ăn mà đồ chiên á, nó phải có dầu mỡ trong món ăn rồi, nhưng mà mình thấy cái lượng dầu nó hút vô nó nhiều. Đây, dầu của mình để nè. Mình lấy cái chảo nhỏ để cho nó dầu nó dung lên để mình dễ chiên nè. Mà mình thấy nó vẫn ok. Không có hút dầu nhiều quá. Rồi, đây là hai kết quả của món nấm san hô. Một là đây là món nấm san hô chiên giòn hết cả nhà. Thì nó có giòn không thì chờ mọi người chút xíu nữa cùng thử với mình nha. Còn đây là món nấm san hô xào đậu que. Đậu que này trồng tại nhà luôn, rất là tốt cho sức khỏe, không có phân thuốc gì hết cả nhà. Và bây giờ mình thử review cho mọi người xem coi cái món này nó như thế nào nha. Rồi, thì bây giờ mình cùng thưởng thức thành quả nãy giờ nha cả nhà. Đây là cái nấm san hô mà mấy hôm trước mà mình quay video cho cả nhà xem á, là nó màu trắng rất là đẹp như là san hô á. Thì hôm nay á, mình có rắc tí xíu bột mình chiên lên. Đây, bây giờ mình cùng thưởng thức nha cả nhà. Xin mời mọi người. Lúc mà mình gắp bột quá, mình có cho tí xíu muối, tí xíu bột ngọt, một thứ tí xíu à, cho cái vị nó vừa ăn, nó không có bị quá lạc hoặc là quá mặn. Thì chiên lên mình cảm nhận mình nha, nấm gà mình chưa bao giờ ăn nấm chiên, đây là lần đầu tiên. Tại vì mình thấy mọi người làm món nấm bào ngư chiên giòn, nó nguyên một cái miếng luôn, nó chiên lên, trong lòng mình rất là ngại, là sợ là nó sẽ bị hút dầu nhiều. Mình rất là sợ ăn mấy món mà bị hút dầu nhiều. Và mình nghĩ cái nấm san hô này nè cả nhà, là nó có mấy cái cọng râu râu ra đó, thì mình nghĩ khi chiên lên nó rảnh ra như râu mực vậy đó, chắc đẹp lắm. Cho nên á, là mình mới nhúng bột mình chiên thử. Mình không có pha bột, mình rắc trực tiếp vô cái nấm thôi, mình xóc nó lên thôi. Tự vì trong cái nấm nó cũng còn nước, không cần phải trộn bột riêng. Nếu mà mình pha bột riêng, mình chiên nó ra nguyên một cái mảng rồi, giống như chú chiên rồi ăn nó là bột nhiều hơn. Còn này mình rắc nó hơi, nó áo cái lớp bên ngoài cái nấm thôi à. Nhà mọi người xem nè, cái râu nấm nè, cái râu nấm nó còn y nguyên nè. Nè, hình dạng nấm nè. Đó. Thì mình ăn thấy nó giòn. Cái đầu tiên là mình thích là nó giòn. Cái thứ hai là nó cũng có cái thơm, cái mùi đặc trưng riêng của nấm san hô. Để mình ăn thử một miếng khác nữa nha. Cái mùi thơm nó rất là đặc biệt, mà mình không biết cái mùi đó là mùi gì. Xin lỗi mọi người nha. Nó có cái mùi của cái nấm giống như nấm bào ngư rồi đó, nhưng mà nó có cái đặc biệt riêng của nó. Nó không giống như mình ăn gà chiên hay là cá chiên gì. Đây, thì mình xé nó ra, bên trong nó vẫn còn ướt, giống như thịt gà mà mình chiên nha các bạn. Bên trong vẫn còn ướt nha, chứ không phải là bên trong khô rang, cái miếng nó khô luôn nha. Ướt mềm, ngọt. Ở bên trong á, vẫn còn ướt của cái màu nấm nè, đó. Nhưng mà bên ngoài nó vẫn giòn. Nếu mà mọi người chưa thưởng thức thì thưởng thức thử, mình thấy nó cũng không tệ lắm. Mình cho nó được 9 điểm từ lần đầu tiên mình ăn nó, mình
chưa biết được người khác làm nghĩ là chắc sẽ ngon hơn mình, cho nên mình cho 9 điểm với bản thân mình thôi nha. Cho 10 điểm thì mình thấy mình xạo quá, thôi 9 điểm thôi, đó là mức cao nhất trong lòng mình rồi. Rồi qua đây là cái món đậu que. Đậu que này trồng tại nhà, bạn nào thích ăn giòn mình tắt lửa sớm, thích ăn mềm tắt lửa trễ một chút. Còn một điều đặc biệt đó là cái nấm san hô này, khi mà mình trồng nó màu trắng mà khi mình nấu ra không biết tại sao nó màu hồng. Đây nè các nhà, màu hồng luôn nè, y như là nấm bầu ngư hồng, nấm hồng ngọc rồi vậy đó. Tại vì nó ngã qua màu hồng luôn à. Mình ăn một mình ôn cái nấm san hô này với món xào này, mình cảm nhận là nó mềm, nó không có dai giống như nấm bầu ngư, nó không có dai như bấm lòng bấm đợt nấm mắm nấm bầu ngư, nó như là đùi gà vậy đó, nó dai hơn. Còn cái này nó mềm hơn, nó mới dai, nhưng mà cũng được, nó bét không có tệ ăn nó ngon. Tại vì ngon ở đây không phải là khen ngon, ngon ở đây là mỗi một loại nấm nó có một cái đặc trưng riêng và cái ngon riêng của nó, chứ không phải mình lên cái đoạn nào video nào mình cũng nói trời ngon quá ngon quá, mình làm mình tự khen thì không phải như vậy. Nó có cái ngon đặc biệt riêng của nó. Thì hai món này mình đều thích hết luôn, tại vì nếu mà thích giòn ăn ngon miệng thì ăn cái này tuyệt vời, giống như ăn KFC vậy đó, gà chiên. Còn muốn ăn thanh đạm có rau luôn tốt cho sức khỏe thì ăn món này. Tại vì mình thấy đậu xào với nấm là bình thường rồi, ở quê mình đậu xào với nấm là đã ngon rồi, mà đậu xào nấm san hô nữa, lần đầu tiên được ăn. Chia sẻ cả nhà, mình đã chia sẻ với các bạn cách bảo quản nấm rồi, nhớ không? Thì cái nấm này mình cắt đây chắc 3 tuần luôn á, từ 2 tới 3 tuần mình bỏ vào tủ lạnh bảo quản, tới hôm nay mình đem ra nó vẫn còn trắng tinh, lúc nãy mình rửa các bạn xem nó còn trắng mơn mởn luôn, không hư miếng nào hết. Và mình bảo quản trong ngăn mát luôn á, chứ không có phải là trong ngăn đá đó. Tại vì mình chỉ có một cái cây nấm san hô thôi, mình bỏ vô ngăn đá rồi không ngon, không ngon bằng lúc mà mình ăn tươi, cho nên là mình phải chế biến liền. Ngon cảm nhận rồi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây. Mình rất là thích hai cái món này, nhất là đói bụng luôn. Thôi mình xin phép mình tắt video, mình ăn, mình thưởng thức mới được. Còn mời cả nhà món nấm san hô chiên giòn ha, với món nấm san hô xào với đậu que. Các bạn có thể xào với các loại rau, rau nào cũng được. Thì mình nghĩ khi mà các bạn xào á, đừng có để quá chín giống như mình. Mình chắc chắn đậu chín rồi để vô nấm này nó mềm sẵn rồi, đảo qua đảo lại cái bắt xuống là vừa, giống như thịt bò tái vậy đó. Làm nhanh liền, nhờ nhanh nhanh thì nó hay hơn. Còn mình để hơi bị chín. Còn cái này ăn cũng ngon, tự vì khi mà các bạn ăn bên ngoài nó giòn nhưng mà bên trong nó vẫn mềm, chứ không phải là giòn khô hết trơn luôn nha cả nhà. Mình xé ra cái thịt nó vẫn còn mềm ở phía trong luôn á. Mà tốt nhất là khi các bạn chiên xong ăn liền trong vòng 1 tiếng đồng hồ đầu á. Mình sợ để lâu quá cái thịt nấm ở phía trong á, mình sợ để lâu quá thịt nấm ở phía trong nó gan nước, rồi bên ngoài thì mềm thì nó không ngon thôi, chứ mới chiên hẳn nó là ngon. Thôi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.